Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ review một cái cây hoa rất là đặc sắc ở đất nước Nhật Bản cho các bạn xem nha. Thì đây là một loại hoa có tên gọi là hoa trà nha các bạn. Hoa trà thì nó có khá là nhiều màu nha. Màu đỏ, màu trắng, màu hồng, còn mấy màu khác nữa, màu hơi ngà ngà vàng nữa. Nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Khi mà nó đến mùa là nó nở như thế này các bạn. Nó đặc cây luôn á, nhìn nó rất là đẹp luôn. Đây các bạn thấy không, nhìn hoa là cánh hoa nó rất là đẹp ha, nhiều rất là nhiều cánh luôn á. Đây nhìn khá là đẹp nha các bạn. Thì đến mùa này thì những cây hoa trà nó nở hoa đều rất là đẹp các bạn. Nhìn khá là đẹp ha. Đây cánh hoa nó nở đều nữa các bạn, đẹp ghê luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau nha.